Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay tiếp tục là một cái ngày thời tiết rất là đẹp và mình lại tiếp tục đồng hành cùng với mấy anh em nữa để có một cái hành trình đi tìm lan rừng trên những cái ngọn núi ở những cái miền đất xa xôi. Bây giờ anh em mình đang ngồi trên lưng chừng núi rồi và bắt đầu cũng ai cũng thấm mệt, nhưng mà ở đây thì lại bắt đầu có một gặp gỡ một cái loài lan rừng. Mình sẽ bắt đầu quay video chia sẻ cái hành trình này cho các bạn xem nhé. Đi vào đến đây thì nó phải nói là một cái chặng đường dài lắm các bạn ạ. Hôm nay em mình không quay dọc đường các bạn được, tại vì đường nó sóc với lại trơn quá. Nay vào đến đây thì đang là lưng chừng núi rồi. Ở đây mình gặp đầu tiên một cái bụi địa lan hạc định bầu rượu này các bạn này. Một cái bụi lan đẹp không các bạn. Cái loài lan có cái bộ lá sọc cực kỳ ấn tượng và nở ra những cái chùm hoa mà nở hết cả mùa xuân luôn. Nở Tết và nở hết cả mùa xuân luôn. Được những cái bụi này thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nhìn cái bộ lá của nó đã đẹp rồi. Tiếc là cái loài này thì cái quá trình vận chuyển nó rất là khó. Nó hay bị gãy lá các bạn ạ. Hay bị gãy lá nhưng chủ yếu là mang về trồng phải dưỡng lại. Nên đến tầm này thì anh em chia mỗi người một ngả. Không còn có đường nữa các bạn ạ. Tầm này là phải bắt đầu phá những cái lối để đi lên trên đỉnh, những cái vách đá thoáng thì sẽ có thể gặp gỡ được những cái loài phong lan khác. Cái ngọn núi ngày hôm nay mình đi hơi buồn một chút các bạn ạ. Bên dưới tầm thấp thì không vấn đề gì, nhưng mà cái đoạn giữa thì nó bị cháy hết. Ngày trước nó đã bị cháy qua một lần, cho nên là cái thảm thực vật nên nó không có cái sự đa dạng. Khi mà lên đến trên cái khu vực gần đỉnh thì cái chỗ này có lẽ là ngày xưa nó chưa cháy đến này các bạn này. Chưa chạy đến ngày hôm nay. Biết bao nhiêu chặng đường đi tầm lan đến ngày hôm nay thì may cái ngọn núi cháy này thì nó còn sót cái khu vực này. Mình còn gặp được một cái khóm lan hải hết lên. Lâu lắm rồi không được thấy lan hải hết lên nữa các bạn ạ. Cái loài này thì bây giờ nó đang nở hoa, đang nụ và đang hoa. Thì cái khóm ở đây mình thấy có một cái nụ này các bạn này. Có một cái nụ cao lắm, sắp nở rồi. Những cái ngồng hoa cũ thì thấy rất là nhiều các bạn ạ. Đây, rất là nhiều những cái ngồng hoa cũ. Mà nụ năm nay thì không thấy nhiều. Bên dưới này còn một cái này. Có mấy cái nụ thôi. Năm nay thì không được nhiều hoa. Mọc ở trong cái hốc đá này, một khóm cũng tương đối là to các bạn ạ. Chỉ đơn lẻ một khóm ở đây. Không biết là xung quanh đây thì liệu rằng còn nữa không, để lát nữa mình sẽ đi vòng vèo. Cái địa hình nó là một cái vách đá cao. Một cái vách đá cao các bạn. Mình sẽ đi vòng qua bên dưới này xem sao các bạn nhé. Lên trên cao thêm một tí nữa các bạn ạ. Hôm nay thì cũng gọi là tương đối là may mắn. Núi cháy nhưng mà không cháy hết núi. Ở đây lên trên cao này mình thấy được những cái khóm lan, địa lan kiếm lá giáo các bạn này. Cái địa lan kiếm lá giáo với những cái ngồng hoa rất là cứng cáp. Ngồng hoa cũ của nó này các bạn này. Kiếm lá giáo có thể là hoa sẽ màu trắng hoặc màu hồng các bạn nhé. Màu hoa của nó thì đa dạng, còn có cả màu xanh nữa cơ. Rất là ngẫu nhiên cho nên là cái dòng này hoa nó sổ số, không xác định màu hoa đâu. Như ở nhà mình trồng hai chậu thì nó đều ra hoa màu hồng rất là đẹp luôn, như mình đã từng quay video các bạn xem ấy. Thì trên rừng thì chưa gặp hoa nở cho nên hoa nó sổ số, nhưng mà nói chung là mặt hoa nó rất đẹp và nở mùa xuân. Mặt hoa rất là tuyệt vời các bạn nhé. Kiếm lá giáo này, rải rác ở trên núi này có một vài những khóm ở đây này. Thì lát nữa anh em mình sẽ lấy về để chia sẻ các bạn sưu tầm. Các bạn ơi, ở đây mình có một cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Khi mà mình đã đi từ cái dọc theo cái sườn núi từ bên kia. Bên kia thì bị cháy các bạn ạ. Anh em mình đi sang đến cái sườn núi bên này thì bên này nó chưa bị cháy đâu. Ở đây là một cái vách đá cao lắm, cao vời vợi. Mình vừa từ dưới kia lên xong. Ở đây có những cái tán cây bụi và có những cái vách đá. Mình đang cho các bạn xem cái chỗ mình đứng này. Đấy, mình đứng ở đây. Tại vì là ở đây có một cái điều đặc biệt mình muốn chia sẻ này các bạn. Mọi người có nhớ đến loài hoa này không? Loài hoa mà nó nở vào mùa thu, vào tháng 8 mùa thu âm lịch. Thì cứ mỗi năm lại đến hẹn một lần. Và năm nay cũng vậy. Trong một cái hành trình đi rừng như mọi khi, thì ngày hôm nay mình lại có được cái khoảnh khắc được đứng dưới một cái rừng hoa lan hải Helen, được chia sẻ cho các bạn cái trải nghiệm của mình.
trực tiếp ở trên rừng nó vẫn thú vị hơn. Nó cảm giác như là cái môi trường sống, cái sức sống của nó khắc nghiệt, cho nên nó tạo ra được những cái bông hoa nó đặc biệt hơn nhiều các bạn ạ. Từ ngay trên đầu mình rồi là mãi lên trên này nữa này các bạn. Những cái khóm lan hải hay len ở đây thì vì là nó mọc ở trên một cái vách đá dốc đứng này, vách đá dốc đứng và điều kiện ánh nắng rất là nhiều, cho nên là nó có một cái bộ lá ngắn rất là đẹp. Thì trước đây mình cũng lấy lan hải Helen mình chia sẻ cho rất là nhiều các cô chú các anh chị, thì nhiều cũng có nhiều người thì chưa biết đến cái dòng lan hải này, mọi người thắc mắc và mình cũng đã nói trong một vài cái video rồi, nhưng mà có thể là mọi người lại chưa xem được cái cây lan hải Helen này. Cây theo như đa số những anh chị người chơi thâm niên, chơi hải thâm niên thì cái dòng này cây càng nhỏ thì nó lại càng đẹp các bạn ạ. Cái dòng nhỏ này thì mọi người ký vào non bộ, ký vào những cái bonsai, những cái khúc non bộ thì nó sẽ có cái dáng dễ ký hơn và nó sẽ dễ thích nghi hơn, dễ sống hơn. Có cái độ thẩm mỹ cao hơn tại vì nó không quá xuề xòa, nó không che đi cái phần non bộ của mọi người. Còn các bạn nếu mà chỉ trở vào chậu thì cây to thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì cái cây này do nó ăn nắng, nó sẽ có cái dạng nhỏ như thế này các bạn ạ. Đây này, nó nhỏ tí tẹo luôn. Và nó do nó ăn nắng thôi chứ không phải là cây con các bạn ạ. Cho nên là nhiều anh chị em là lấy về thắc mắc là tại sao cây lại gửi cho tôi toàn là cây con. Thật ra là cây này nó lại còn quý hơn cả những cái cây to. Cây con thì nó như thế này này các bạn này. Này, cây con nó như thế này, nhìn nó rất là non. Còn những cái cây mà mọi người thấy nó nhỏ nhỏ như thế này, thật ra nó đều có hoa hết rồi. Tuổi đời của nó là thừa cả có hoa rồi này các bạn này. Đấy, nhỏ lắm. Do nó ăn nắng thôi, do điều kiện sống thôi chứ không phải là do cây con. Đối với những cái cây lan hải nhỏ, chẳng hạn những cái khóm nhỏ như thế này, không bao giờ mình lấy các bạn ạ. Có thể là mọi người nhận hàng thì cũng có những cây nó bị rời ra thì không phải là mình nhổ nó ở ngoài tự nhiên mà trong cái quá trình mình tách cái cụm. Chẳng hạn là một cái cụm như thế này, mình lấy về chia sẻ cho mọi người, mình tách nó ra khỏi cái môi trường thì nó sẽ đôi khi là trong cái cụm nó sẽ bị rời ra một hai cây, chứ không phải là mình đi lấy những cái cây nhỏ như thế này về để cho mọi người sưu tầm đâu. Những cái khóm nhỏ như thế này mình không lấy, mình vẫn để ngoài tự nhiên hết các bạn ạ. Những cái khóm nhỏ từ như thế này thì để ngoài tự nhiên để nó giữ giống cho môi trường sống các bạn. Đó, giữ giống cho cái sự đa dạng sinh học ngoài tự nhiên. Rất nhiều những cái khóm nhỏ nhỏ như thế này các bạn này. Đấy, rất là nhiều khóm nhỏ, còn khóm to thì không có bao nhiêu đâu. Trong quá trình đi rừng là anh em cũng vẫn lưu ý là sẽ để lại những cái cây nó nhỏ, những cái cây nhỏ để lại làm giống các bạn ạ. Bởi vì nó là một cái loài hoa quá đẹp mà để ngắm được cái trọn vẹn cái vẻ đẹp của nó thì phải ngắm ở ngoài tự nhiên thì nó sẽ thú vị hơn nhiều là so với là mình trồng thì đôi khi là cái quá trình chăm sóc rồi là kỹ thuật các thứ này nó loằng ngoằng lắm, cho nên đôi khi là không thể trọn vẹn 100% được, không thể đẹp được như ngoài tự nhiên nơi mà nó sinh ra từ những cái hạt giống và nó đã có cái sự quá trình thích nghi rồi. Đấy, thì bây giờ nó mới có được một cái khu vực mà rất là nhiều hoa như thế này. Nhiều thì cũng không phải là nhiều, tại vì là nó chỉ mỗi khóm nó chỉ lên có một bông thôi. Thực tế là mỗi khóm nó chỉ bông, mình đã từng gặp những cái khóm lan hải hay len mà nó lên được mười mấy bông, rất là đẹp, rất là rực rỡ luôn. Hôm nay may mắn được gặp ở đây thì lại làm cái đoạn video về cái lan hải hay len để chia sẻ với các bạn, cộng đồng anh chị em cô chú cùng cái niềm đam mê được thưởng ngoạn, được ngắm những cái cây lan nó nở ngoài tự nhiên. Bây giờ đang là cái thời điểm dịch bệnh nữa, cho nên nhất là các cô chú anh chị trong thành phố Hồ Chí Minh thì muốn chơi cũng không thể sưu tầm được. Mọi người hãy có cùng cái niềm đam mê thì hãy theo dõi trên màn ảnh nhỏ, và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên cho mình xin một nút đăng ký kênh để kênh của mình thêm phát triển. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái hành trình của mình đi dần lên trên những cái đỉnh núi ở đây nữa để xem còn có gặp gỡ nhiều hơn những cái bông hoa này không. Tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái đoạn video thú vị hơn. Dọc theo cái sườn núi đi dần lên trên cao. Ở đây mình vừa mới leo được lên trên một cái vách đá và gặp gỡ được một cái cây lan đuôi cáo các bạn ạ. Một cái cây lan đuôi cáo mọc ở trên đá. Thường thì những cái cây lan đuôi cáo nó mọc ở trên những cái địa hình khô khan.
trên những vị trí thoáng thì nó sẽ có được một cái bộ lá xếp rất là đẹp. Cây cáo này thì nó cũng là một cái cây trung bình và cũng có thoải mái có hoa rồi các bạn. Mình thấy có đến có 3 cái ngùng hoa khô của 3 năm khác nhau. Tầm này thì mỗi năm nó chỉ ra được một chùm hoa thôi các bạn nhé. Với một cái cây cáo như thế này cũng rất là lâu rồi không mấy khi gặp được nữa đâu các bạn ạ. Núi cáo bây giờ nó ở cái vùng mình nó cũng phân bố rất là ít, không có nhiều. Mấy anh em mỗi người đi một ngóc ngách, không biết là bây giờ ở đâu rồi. Mình sẽ đi dọc bên trên này nữa. Mấy anh em mình đi lên đến trên đỉnh núi cũng là lúc trời bắt đầu mưa các bạn ạ. Bắt đầu có một cơn mưa rào, bão sắp vào cho nên là tầm này thời tiết nó rất là thất thường. Tất cả chìm trong một cái màn mưa. Lại một cái ngày đi rừng bị ướt. Cảnh đi tầm lan nó vậy các bạn ạ. Bây giờ anh em mình phải đi xuống núi sớm. Tại vì trời mưa này thì rất là trơn, đi trên núi rất là nguy hiểm. Mình sẽ phải tạm dừng hành trình ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.